Xin chào tất cả anh chị trên cả nước nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở vườn tùng bên Trà Chóng bên em ha anh chị. Thì cái giống tùng hôm nay em mang đến cho tất cả anh chị trên cả nước là cái giống tùng kim cương mở gà nha anh chị. Ha, cái dòng này thì bên em đã được dâm ủ nuôi rất là cứng nha anh chị. Ha, giờ đã xả nắng ha, xả nắng cho tất cả cô chú anh chị mình luôn ha. Thì hiện tại thì bên em sẽ có size từ 10cm cho tới là 30cm ha. Hôm nay em sẽ báo giá trực tiếp trên video này để cho tất cả anh chị trên nước mình dễ tham khảo cũng dễ lựa chọn nha. Thì cái dòng này thì thích hợp anh chị mình mua về lên mâm nè, trưng vô chậu nè, trưng bàn nè, hoặc là trồng ở ngoài vườn cũng rất là ok nha. Thì hàng này thì trồng càng lớn thì kinh tế nó càng cao nha anh chị ha. Đối với những cái cây lớn tầm khoảng 3-4 mét á, thì nó sẽ có giá lên tới là vài chục triệu hay vài trăm triệu tùy vào cái độ đẹp của cây ha anh chị. Ok, thì đó là một cái dòng kiểng thì giá trị của nó thì nó sẽ là vô giá, nên tùy vào cái sở thích cũng như là cái nhu cầu của mình thì sẽ chọn cái giá nó ok nhất ha. Rồi bây giờ em sẽ quay chia sẻ anh chị về cái lô tùng kim cương mở gà bên Trà Giống bên em đang cung cấp ra thị trường nha. Thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ hotline bên em ha. Bên em sẽ ghim cái phần liên lạc ở trên video này để cho anh chị mình dễ phần liên lạc nha. Rồi trước hết em sẽ quay chia sẻ một lượt nguyên cái lô này cho tất cả anh chị trên cả nước mình cùng xem ha. Cây thì bên em đã ra nắng cản rồi nha anh chị ha. Ở trên thì có một miếng lưới này thì giảm khoảng tầm khoảng 10% nắng thôi anh chị, lưới cá nha. Thì cây nó đang đi đọt xanh mướt rất là đẹp nha anh chị, màu mỡ gà luôn ha. Đây. Thì cái này thì bên em sẽ có size từ 10cm cho tới là 30-40, có những cây cao 40. Thì tùy vào cái nhu cầu của anh chị mà em sẽ quay chia sẻ anh chị nha. Rồi hôm nay em sẽ báo giá cho anh chị luôn. Cây nó đang đi đọt rất là mướt, rất là đẹp nè anh chị thấy không ha, cực kỳ là đẹp luôn. Lá màu mỡ gà rất là đẹp nha. Đây, cây thì dâm ủ rất là cứng nha anh chị. Đây anh chị ha, thấy nha, bóc lên cho anh chị xem nè. Đó, cây rất là đẹp luôn. Cây này chiều cao của nó chắc tầm khoảng là hơn 20cm ha anh chị. Đây, cây gan của em là 20 nè. Nó cao hơn 20 này, có thể 30 anh chị. Rồi thì hôm nay em sẽ báo giá cho tất cả anh chị trên cả nước mình dễ giao lưu cũng như là tham khảo ha. Thì cái giá hôm nay mà vườn kiện bên em để cho tất cả anh chị trên cả nước mình á là cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Nếu đối với cái size từ cao tầm khoảng 20 thì em lấy một cây ra, mình sẽ làm mẫu cái cây này nha anh chị. Thì cây này thì chiều cao của nó là tầm khoảng là chắc là hơn 30 anh chị ha, hơn 30. Chiều cao cây này hơn 30 nè. Mình mẫu cái này đi ha. Rồi về cái phần chi tàn thì nó rất là đều ha anh chị, từ dưới thân từ dưới chân gốc lên tới trên luôn nha. Và cây đang là đâm đọt rất là đẹp nha, cây khỏe nha anh chị, cây rất là khỏe luôn. Thì anh chị mình mua về chỉ việc là thay chậu hoặc là anh chị mình xuống đất trồng ngay thôi, chứ không có cần dưỡng thêm gì nữa ha. Cây này đã xả nắng rồi nên anh chị mình yên tâm ha, nó sẽ không có bị giật mình cũng như là không có bị nắng đâu ha. Thì cái size mà từ 20cm thì bên em sẽ bán cho anh chị là cái giá là 70.000 một cây nha anh chị. 70.000, là chiều cao là 20 nha anh chị ha. Cây chiều cao size là 20 ha, 20 là sẽ là giá 70. Còn chiều cao mà từ 30 cho tới 35cm đó, thì giá là 120.000 một cây nha anh chị. 120.000 một cây ha. Như cây này thì 120.000 anh chị. Là anh chị có ngay một cái cây zin luôn nha. Cây này cây zin 100% nha. Đây, chiều cao từ em tính nha, chiều cao từ 20, từ 20 cho tới 25 là giá là 70.000 một cây nha anh chị. 70.000 một cây ha. 5 cây em hỗ trợ bao ship cho tất cả anh chị trên cả nước nha. Hôm nay em bán giá này là lấy tương tác nha anh chị. Thì anh chị nào mà xem được video này cũng như là ưng cái lô này thì có thể liên hệ bên em cũng như là cho em xin một like, một chia sẻ nha, cho bạn bè cùng người thân của mình. Có nhu cầu thì có thể tìm đến vườn bên em ha. Em ở vườn em ở Chợ Lách Bến Tre nha anh chị. Rồi size 20 là giá là 70.000 một cây. Size từ 20 cho tới 25cm chị, chiều cao của cây á, từ 20 tới 25 là giá là 70.000. Còn size mà từ 30 cho tới 35cm thì cái giá là 120.000 một cây nha anh chị. Như cây này là 120 anh chị ha. Thấy nha, 120.000 cho một cây tùng kim cương mở gà, cây cành nó đều như thế này, cũng như là cây là rất là khỏe, rễ rất là nhiều để anh chị mình thấy ha. Cái này thì anh chị mình chỉ về là mình lên chậu hoặc là mình trồng trực tiếp thôi ha. Ở đây thì em có rất là nhiều anh chị ha. Ngoài cái dòng tùng
kim cương này ra thì bên em còn rất là nhiều giống tùng khác nữa, thì những video sau em sẽ quay chia sẻ với tất cả anh chị mình nha. Rồi tới một cái luống khác mình xem anh chị. Đây, như cái cây này thì em sẽ để cho anh chị với giá là 70.000 một cây thôi nha anh chị ha. Chiều cao là 20 nha, chiều cao là 20cm ha anh chị. 5 cây em hỗ trợ bao ship tới chỗ cho tất cả anh chị mình nha. Rồi 5 cây thì anh chị mình sẽ được bao ship thôi. Còn cái này thì nếu mà anh chị mua số nhiều đến trực tiếp vườn thì nó sẽ có giá hợp lý hơn nha. Đây của chú anh chị mình thấy ha, cái size này size 30 nên chị cây rất là đẹp luôn ha, đang đi đọt rất là đẹp luôn. Cây này 120.000 một cây anh chị, 120.000 một cây ha. Còn nếu mà anh chị mình muốn mua cái size cao hơn nữa, size 40 á, size 40 thì nó nằm giá là 200.000 một cây nha anh chị ha. Size 40cm là 200.000 một cây. Đó của chú anh chị mình thấy ha, rất là đẹp luôn, cây đang đi đọt, màu mỡ gà lên rất là ok luôn nha anh chị. Tùng kim cương mỡ gà nha anh chị. Đó. Cái lô này thì em có trên 2.000 cây nha anh chị. Trên 2.000 cây anh chị mình quan tâm thì nhớ cho em xin một like ha, một comment nha. Rất là đẹp luôn.